tôi bị tước giấy phép lái xe, do vi phạm giao thông và được bạn bày cho cách khai báo bị mất để được cấp mới, cho nhanh. Tôi có nên làm thế không? Độc giả Vân Hương, Cục Cảnh sát Giao thông trả lời mẫu giấy phép lái xe hiện nay. Ảnh, Phương Sơn theo Nghị định 100/2019, người khai báo không đúng sự thật hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được cấp lại giấy phép lái xe sẽ bị phạt 3-5 triệu đồng. Ngoài ra, theo thông tư tháng 12 năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải, người có hành vi gian dối để được cấp lại, cấp mới giấy phép lái xe còn bị thu hồi giấy phép lái xe, hồ sơ gốc. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong 5 năm, kể từ ngày phát hiện vi phạm. Nếu muốn được cấp lại bằng lái, họ sẽ phải học và sát hạch như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu. Let's look at why.